Hi, mình chào tất cả người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với người anh em một cái bộ combo đồng bộ thương hiệu DOD. Thiết bị gồm có Comcot, EW với FX ha. Một thương hiệu DOD của Mỹ, hàng nội địa của Mỹ, hàng cực chất luôn ha. Hàng được sản xuất tại Mỹ luôn ha. Đấy. Đầu tiên thì đi qua thiết bị là Quad Server 835 Series 2 ha. Quad Server 835 Series 2, hàng Mỹ xịn sò luôn ha. Đấy, nội thất lồng phèo ở đây. Hàng đẹp riêng nguyên bản, chưa sửa chữa hết ha. Sau đó là hàng cực đẹp. Hôm nay thì được về được nguyên bộ. Đấy, hàng đẹp chưa? Một con Quad Server, hàng của Mỹ xịn luôn ha. Đấy. Chắc đẹp ha. Đấy, một con Quad Server. Tiếp theo là một con compressor. Compressor SR866. Compressor này đẹp mức mượn, nói chung hàng bãi vừa mà sao đẹp dữ quá. Hàng này là hàng bao riêng bao đẹp luôn ha. Đấy. Con compressor cực kỳ xịn sò của DOD ha. Em quay nội thất cho người anh em xem cái độ đẹp linh kiện và chi tiết ha. Nội thất đó, anh em mua hàng cứ sợ sệt là hàng quýt ruột gan nó làm sao, còn ring hay sửa chữa hay chưa ha. Quay về lại quay nét ha, hàng DOD ha, 3D ngôi đe luôn ha, hàng xịn sò đầy đủ ha. Đấy, một con côm, một con cốt ha. Giờ tiếp theo là một con effect. DOD nó rất ít làm effect, nhưng mà khi nó làm thì chất lượng là người anh em không phải suy nghĩ. Đấy, DOD DSB16K ha. Đấy. 16 băng ha, băng A, băng B đầy đủ ha. Hai băng đầy đủ luôn. Đấy, effect ở chỗ thì vật đồ đầy đủ hết luôn ha. Made in the USA ha, hàng xịn sò ha. Đấy, nhìn cái nội thất như thế này là người anh em biết xịn rồi này. Đấy, nhìn cái nội thất nó thiết kế như vậy thì không lý nào mà nội thất nó như vậy mà lại chất lượng kém là không có lý ha. Đấy. Tay bắt đâu còn riêng nguyên bản ha. Đấy, DOD Mỹ xịn luôn ha. Và một cái cuối cùng là cái EW ha. EW Leisure SR2031 DOD Made in the USA luôn ha. Đấy, hàng số tư cần gạt ha, đầy đủ ha. Gen input locket rồi đầy đủ hết không? Nội thất nó thì quá dữ rồi, nội thất không có gì mà bàn cãi luôn ha. Anh em chờ đồ nhìn phát nó xịn sò ngay liền, không cần giới thiệu nhiều nữa ha. Nhìn cái linh kiện là làm rất là chắc. Và con này đặc biệt là chạy hai nguồn độc lập con này mời anh em. Thứ nhất là chạy hai nguồn độc lập ha, mỗi kênh một nguồn chống nhiễu chống oxy luôn ha. Thứ hai nữa là mạch hai tầng luôn này. Hai tầng luôn ha, mạch hai tầng, tầng lớp trên như lớp dưới như nhau luôn ha. Đấy. Phải nói một bộ siêu phẩm cực kỳ nét. Và cái bộ này em bán nguyên bộ ha, nguyên bộ trị giá 8 triệu đồng ha. Vì chi một món như vậy là 2 triệu ha. Giá bán tại cửa hàng, giá bán chưa gồm phí ship. Đấy, một người anh em nào có nhu cầu sở hữu những cái bộ ngồi như thế này, chỉ cần làm một con mixer nữa là đi dính vô cái men nữa, đi làm show, đi làm tiệc tùng cưới hỏi hay là làm âm thanh sự kiện là quá sức tuyệt vời luôn không. Âm thanh rất chi tiết, rất đồng bộ từ một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, đó là DOD ha. Từ compressor, Quad Server, rồi tới EW Leisure, rồi tới effect luôn ha, đầy đủ nguyên bộ luôn, nguyên bốn món này ha. Đồ đồng một món 2 triệu,
Người anh em nào có nhu cầu thì mua hàng thì vui lòng liên hệ ý qua số điện thoại 0909043679 hoặc ở gần cửa hàng thì ghé qua 176 dòng phố Duy Trì Tân Phước Bình Định để được xem hàng và test hàng cụ thể ha. Rồi rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.